Sao hôm nay xóm trọi nó vắng ấy nhỉ? Ừ. Hôm nay bóng dáng người à? Cái xóm này hôm nay bị làm sao ấy? Chị Mo, đi bắt cá về em nhanh lên. Chị cái xóm này hôm nay bị làm sao mà cứ nhào lên ấy? Cứ la rải chạy hết. Thế hai anh không biết à? Không. Mọi người đang đi bắt cá phát tài chứ kìa. Đi, cá phát tài em. Bắt cá. Ôi, mà hay nhỉ? Không nói chuyện với các anh nữa. Bắt đây không phải trễ mất đấy. Chị Mo nhanh lên. Chính ra. Nhanh quá. Hay thật. Sao nhỉ? Phát trả tài. Ừ. Phát điên. Phát rồ. Cả làng phát điên phát rồ rồi. Ờ. Ăn đi. Mày có bắt con nào không? Không. Mày. Em cũng chẳng bắt được con nào luôn ý. Đây này, em gọi cho ông thợ lặn mà có bắt được con nào đâu. À, chị Mo, có khi nào tất cả chúng mình bị lừa không? Lừa là lừa thế nào? Chính mắt tao nhìn thấy, người thật mình thật luôn. Ủa? Này, cả xóm nó nói chuyện gì mà xôm ấy, vui ấy. Thế mọi người đang bàn nhau về cá cùng gì cơ mà. Ai? Ừ. Tao biết rồi. Tối nay một người mời bọn mình ăn lẩu cá. À, ăn lẩu à? Ăn lẩu à? Lói nữa, lói nữa. Thôi, ngồi đây, ngồi xuống đây. Đúng, em không biết gì. Thế em mới hỏi chị chứ, em biết em hỏi chị gì. Chị dạ. Mau kể đi. Cái gì? Chú mày có biết nhà ông Minh có cái giếng không? Biết. Chuyện là như này nhá. Chị ơi, cho em cốc thanh thủy. Thanh thủy ngắn lắm có một. Em cảm ơn. Ấy chà, hôm nay lại chuyển sang chơi cá đấy à? Chơi cá là chơi cá thế nào? Hôm nay là em đưa thần cá đi ngắm trời. Lại chơi đồ đấy à? Đây là một con cá mà. Chị nói bé bé thôi, chả biết gì. Cá thần mà nghe thấy nhá, cá thần quật đấy. Thì làm sao? Chị vẫn chưa biết đúng không? Em xin giới thiệu cho chị. Đây là con cá thần. Tiếng nước Pháp của nó là chim sung phăng, dịch ra tiếng Việt nó là con cá kình. Cá kình hiền lắm thật đấy, mà gặp nhiều may mắn lắm. Ừ, chị cũng bảo thật nhá, là từ đằng sau chơi đồ ít thôi. Chơi đồ thì lẻ lẻ quán chị ra nhá. Mày mà sùi vào mép ra đây là chị không chịu trách nhiệm đâu. Chị này chả biết gì. Em là em kể cho chị câu chuyện này. Ừ. Là hôm qua là em bắt cá thần ở giếng nhà ông Minh mà cá thiêng lắm. Thiêng thế nào? Hôm qua em xin 10 điểm lô nhá, tối thần cá cho ngay. Hôm trước em đi xin việc, em có công việc luôn. Ôi kinh khủng khiếp thế á? Ừ. Mà chị biết được gì không? Em làm bảo vệ đấy, nhà to lắm. Mà thôi. Chị có muốn bắt cá thần ấy thì chị về nó Minh nhá. Thôi em đi đây. Ôi dồi ôi. Được cái gì? Không ngờ cái xóm này mê tín dị đoan. Toàn đưa tin cái chuyện toàn hình ái tinh. Ờ đúng. Chả tin thì sao? Tin chứ sao? Chính mắt tao còn nhìn thấy nó nhận được tiền ngay trước mặt tao không ạ? Mọi người ơi, em bắt được con cá này. Đâu, cho em xem. Này. Ôi. Mấy cái anh kiên trộm vía thật đây. Anh mà lị. Này, mà em thích đi câu cá không? Em có. Anh ra đây đi câu nhá. Đi. Quên đi ghế.
sao nhỉ? Anh có thích đi kêu, anh thích đi kêu. Ê, thế bố tao mày thôi à? Bố tao mày thôi. Mày chạy. Yêu thương sợ chào. Ngày hôm nay em đành quên. Anh Sai. Ê, áo vàng tàn kia. Mày chửi tao à? Không phải anh Sai. Anh Sai em bảo. Em không phải con cá bình thường đâu. Em là con cá thứ thời thái sư Trần Thủ Độ Tu Tiên. Hay anh gọi em cá độ nhá. Con cá biết nói. Anh Sai ơi, anh đừng với em. Tội em. Tội tình gì mày? Ngu đi chết. Khóc lóc cái gì? Anh thả em ra đi mà. Em sẽ bắt anh một đứa. Này, đây không phải chuyện cổ tích nhá. Nghĩ tao là trẻ con à? Anh Giai ơi, em không lừa anh đâu, em nói thật. Em sẽ bắt anh một điều ước mà. Tao không tin đâu. Nhưng mà nếu được, tao ước 100 điều ước. Con này bố, gì nữa? Cái thì khó không làm được. Cuối cùng thì mày chỉ là con cá nó phết. Này nhá, tôi là một chú cá vàng, đẹp trai, có phép thuật cơ mà. Nếu có phép thuật, sao không tự cứu mình đi? Nhờ vào tao làm gì? Ờ hả? Cảm ơn anh Giai nhá. Hô biến. Ủa, đâu ta? Hô biến. Cảm ơn anh Giai. Vì anh đã chỉ em một cách hay. Sau gặp lại em sẽ ban anh một điều ước nhá. Hô biến. Ủa, nó là con cá phép thuật, sao không tự ước ta? Kệ đi. Vợ ơi, anh về rồi này. Ông đi đâu mà từ 8 giờ đến 8 giờ 30 mới về? Hay là ông đi chơi gái đúng không? Em dở hơi à? Suốt ngày đi làm, ngày u cái gì? Mà tiền cầm hết rồi, ngày u đâu ra? Cháu với chắc con. Vơi, em bảo. Đây là kể cái này. Dậy, đấy. Chuyện gì? Hôm nay anh đi làm ấy, anh gặp cá độ ấy. Hôm nay không đi cầy, mà lại đi chơi cá độ. Gặp cá độ? Thế Pháp hay là Nga thắng? Bà này. Chả biết cái gì cả. Đấy nhá, anh đi làm. Thế là gặp con cá. Con cá nó gọi là cho ba điều ước. Ba điều ước thì bảo là gì? Ngu này. Suốt ngày này. Sao anh lại để cho con cá đi dễ dàng như thế? Anh phải xin điều ước chứ. Mà ước thì phải ước hoành tráng vào. Để xem nào. À, nhà mình thiếu gạo. Đi xin gạo nhanh lên. Nhanh lên. Con cá biết nói. Anh Sai thì gặp em à? Hôm nay anh muốn ước điều gì? Con vợ ở nhà anh bỏ hết gạo rồi. Nó muốn ước có thật nhiều gạo. Chú ước được không? Đơn giản. Chờ cá một tí. Hồ biến. Sao mày lừa tao? Sao anh thấy anh em? Gạo đâu? Em biến ở nhà rồi. Anh Sai cứ về nhà đi. Nào có gạo, xin tận nơi. Được. Dẫm chân rồi bố ơi. Anh ra về đi. Cảm ơn nhá. Lại đi nữa. Rồi ôi. Chồng với trẻ con. Sao anh ăn gì mà anh ngu thế? Thì bình thường anh vẫn ăn cơm em nấu. Mày cái cơm em nấu này. Thì bây giờ nhá, anh đi xin cho em rồi. Em còn muốn gì nữa hả? Thế anh xin gạo mà không xin thức ăn thì để ăn chay à? Hả? Đi xin thức ăn anh ơi! Đi không? Con cá ngu ngốc! Anh
anh ơi, tí em nắm thế. Nói hết đã là anh. Thế rồi. Chắc là phép thuật của em hơi cứ bắp. Để em biến lại cho anh nhá. Khoan, cậu có thể biến nhiều thứ được không? Em là cá độ siêu cấp VIP Pro, cấp bố đời cơ mà. Anh trai chỉ được ước, em thực hiện được ngay. Cái con cọp già xấu xa như mình, ước cho hai bao gạo rồi, còn được đà bắt mình đi tìm cá ước. Chả ước một đống nem công chẳng phượng đấy mà. Xong rồi bắt mình tìm gà KFC, xong rồi Coca-Cola, rồi Fanta nữa chứ. Mà mụ ta như thế đã đủ đâu. Kiểu gì cũng bắt mình gọi thêm cho Miên Tiger, Trúc Bạch, Hà Nội, hay lại thêm một kho rượu cho bài uống dần đấy chứ. Không, mình không thể chiều theo ý bà ấy được. Mình sẽ ước theo ý mình. Anh ta tự nhiên ngâm thế. Bắt lấy. Này, em có thực hiện cho anh 100 điều ước đâu. Cái thằng này, tao ước 100 điều đâu. Tao ước có 1 điều thôi. 4 ký gạo, 10 lít thịt chó, chục lít rượu, thùng Tiger, 2 lít Ken, kho rượu vang, căn biệt thự, xe hơi, chiếc iPhone 90 tỷ USD, 100 cây vàng. À, lại còn 20 em chân dài, 40 em chân ngắn, 80 người hầu, 100 bà vú, 500 em mặc bí xinh xắn. Này, quỷ cũng tham bằng anh ước lắm thế. Này còn 20 em chân dài, 40 em chân ngắn, 500 em mặc bí xinh xinh. Thì này á, bị hại thật chết. Cái thằng kia, tao có cần một điều, mày trả treo với tao à? Này nhá, mày không ước ấy, tất vả lên đấy. Anh Lực ơi, con cá ước nó không yêu tôi đây. Thôi được rồi, để em thực hiện được cho anh. Thật á? Nhưng mà anh sẽ phải ở đây đến tối với em. Không thực hiện được đâu. Thôi được rồi, đi đây. Đợi một tí. Hiền, anh gan lắm. Vợ, nghe giải thích đã, không phải như thế. Đám ước 500 em bikini này, đúng là chưa ra đã đủ. Con gà kinh chết tiệt, thật mà. Anh ơi, anh không đi bắt cá. Ai dồi ôi. Ai dùng. Ôi dồi ôi. Tại sao trông mặt anh nó thành ra như thế này? Cá thân của anh đâu? Đúng ấy, con cá thân anh kể đâu? Ý giời ơi, cá thân cái gì? Con cá này là con cá là của nhà lão Minh. Cái con cá này là con cá xui xẻo. Khổ quá. Ai mà bắt vào nó ấy, nó ám cho vào người. Khổ quá, thế mới đen. Nhưng mà em thấy anh công việc xin được ổn định mà. Công việc gì đâu, bọn nó lừa vào đa cấp ý. Nó lừa cho 20 triệu đây này. Khổ lắm. Thế còn nhận được tiền sao? Tiền anh đi ăn cơm anh trả tiền cho ông chủ quán bằng tiền giả. Khổ quá đây này, nhìn ông ấy đánh anh đây này. Thường thôi đó. Ôi, về đi nhá. Về nhá. Ôi, thôi ok. Ôi trời ơi, cá thần chúng tôi này. Này, bây giờ nghĩ đến cảnh nhá. Bà bơ thằng A nó bắt được con cá đấy, xong ghi đảo ấy nhỉ. Ờ. đi học. Đi học. Đi học. Đi nước. Ui, đi ạ. Mày tôi bảo anh vẫn một con cá kỳ. Tôi đang cấp mình. Gia đình nhà bạn ba đời một cá, đến giai đoạn thì là một cá luôn.